Con cái hay ốm đau, thay đổi phong thủy kẻo hối hận. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Ai sinh con ra cũng đều mong con khỏe mạnh, lớn khôn. Chỉ cần đứa trẻ trong nhà ốm đau hay bệnh tật, dù chỉ là hắt hơi, sổ mũi thôi là cha mẹ đã lo lắng không yên. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ốm đau bệnh tật thì rất có thể là do phong thủy nhà ở không được tốt. Vậy phong thủy nhà ở và sức khỏe của trẻ nhỏ có mối quan hệ như thế nào? Tại sao phong thủy nhà ở không tốt lại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ? Hãy tìm hiểu ngay 9 lỗi phong thủy nhà ở khiến cho trẻ trong nhà hay bị ốm đau. Nếu như nhà quý vị nào mà lỡ phạm phải lỗi nào thì cố gắng khắc phục ngay, đừng để sự thiếu hiểu biết của mình có thể khiến cho con cháu mình chịu khổ. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Đèn nằm thẳng phía trên giường ngủ. Nhiều người khi trang trí nhà cửa thường lắp đèn chùm hay đèn chiếu sáng ở ngay phía trên giường ngủ hay đặt kệ sách trên đầu giường. Đây đều là những lỗi cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ bởi sẽ có hại cho sức khỏe của gia chủ. Nếu trần nhà phía trên giường có vật gì áp thẳng xuống giường thì sẽ khiến cho người nằm ngủ phía dưới bị áp lực tâm lý, sẽ dẫn đến những hậu quả không lành như mệt mỏi, khó ngủ, mất ngủ. Vì thế, khi trang trí nhà cửa, nhất là phòng trẻ nhỏ, các bạn cần chú ý để không gian phía trên giường ngủ thông thoáng, lựa chọn đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ. Như vậy sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ. 2. Gương chiếu thẳng vào giường ngủ. Nếu biết lợi dụng đặc điểm phong thủy của gương và sử dụng nó đúng cách thì có thể tăng thêm vận may phong thủy hoặc cải thiện phong thủy nhà ở. Song nếu dùng sai cách thì sẽ gây ra nhiều tổn hại ở mức độ nhất định đối với gia chủ. Lắp gương chiếu thẳng vào giường là một đại kỵ phong thủy phòng ngủ, có thể khiến những thứ xấu xa bủa vây những người nằm ngủ ở đó. Thêm nữa, nửa đêm thức giấc đang mơ màng mà nhìn thấy bóng mình trong gương, người yếu bóng vía có thể bị tác động lớn đến tâm lý, nhất là trẻ nhỏ còn yếu ớt thì tác hại sẽ càng lớn hơn. 3. Phòng ngủ có ban công. Rất nhiều gia đình thích có ban công hay cửa sổ soát đất trong phòng ngủ, tạo cảm giác khoáng đạt, thông thoáng cho phòng ngủ. Tuy nhiên, theo phong thủy đời sống thì điều này vô tình không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Trong quá trình ngủ, năng lượng sẽ theo đó mà thất thoát khá nhiều. Trẻ nhỏ càng là đối tượng sẽ dễ bị ảnh hưởng, ngủ dậy sẽ mệt mỏi, quấy khóc. Nếu nhà bạn có thiết kế như trên thì tốt nhất nên lắp thêm rèm cửa dày để che kín ban công hay cửa sổ soát đất. Khi thức dậy, lại mở rèm ra để đón ánh sáng và không khí vào phòng sẽ tốt hơn. 4. Sofa ở phòng khách thẳng cửa ra vào. Theo phong thủy phòng khách, vị trí và thiết kế của sofa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không được kê sofa đối diện với cửa phòng ngủ, cũng không được nhìn thẳng ra cửa lớn. Sofa thẳng với cửa phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến không gian riêng tư trong phòng ngủ. Còn khi sofa thẳng với cửa lớn, thường sẽ không có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ trong nhà. Sofa có thiết kế không có tay vịn ở hai bên cũng không tốt. Xét về yếu tố an toàn, trẻ nhỏ chơi đùa trên ghế sẽ bị trượt ngã. Tốt nhất, nếu không thể làm được tay vịn ở cả hai đầu sofa thì nên có ít nhất một bên. Bởi lẽ, tay vịn của sofa cũng giống như khi ta kê sofa dựa vào tường, đều có ý nghĩa về điểm tựa, gia chủ có chỗ dựa thì mới an toàn, mới gặp được nhiều may mắn, tốt cho đường công danh, sự nghiệp, công việc ổn định và ngày càng phát triển. Nếu sofa không có tay vịn, không có điểm tựa thì giống như sự nghiệp, thiếu bóng quý nhân, tiến lùi đều gặp nhiều gian nan, còn không tốt cho sức khỏe của những người sống trong nhà. 5. Trong phòng ngủ có quá nhiều đồ điện, đồ điện tử. Đời sống vật chất tăng lên, phòng ngủ giờ không chỉ đơn giản là nơi để ngủ nữa mà tích hợp thêm nhiều chức năng khác. Nhiều gia đình lắp đặt cả tivi, máy tính trong phòng ngủ để thoải mái giải trí ngay cả khi nằm trên giường. Song nếu nhìn từ góc độ phong thủy học thì không nên để quá nhiều đồ điện tử trong phòng vì chúng sẽ sản sinh ra những bức xạ không tốt
cho cơ thể con người. Trẻ nhỏ dễ bị cuốn hút bởi những trò chơi trong máy tính hay phim ảnh chiếu trên TV, sẽ chỉ muốn chơi mà không chịu đi ngủ đúng giờ. Về lâu về dài, chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Thêm nữa, những đồ điện dùng xong không rút sạc ra rất dễ gây nguy hiểm. Tốt nhất nên hạn chế sử dụng đồ điện tử trong phòng ngủ. 6. Ánh sáng không đủ. Ánh sáng trong phong thủy có tác dụng rất lớn. Đối với nhà ở thì ánh sáng càng đóng vai trò quan trọng. Phòng không có ánh sáng sẽ rất âm u, thiếu sức sống. Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng con người nhìn thấy ánh sáng sẽ có tâm trạng tốt hơn trong đêm tối. Phòng tối tăm, thiếu ánh sáng sẽ khiến cho con người mỏi mệt, tinh thần sa sút, suy nghĩ lung tung. Trẻ nhỏ như mầm cây non đang phát triển, phòng ở thiếu ánh sáng về lâu về dài chắc chắn sẽ dẫn đến vấn đề về sức khỏe, khiến trẻ thường xuyên đau ốm, bệnh tật. 7. Màu sắc trong phòng nặng nề, tối tăm. Khi trang trí nhà cửa, tốt nhất nên chọn màu sắc tươi sáng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Màu sắc có tác động rất lớn đến tâm lý của trẻ, đặc biệt là màu sắc tối, đậm, thường khiến cho trẻ con cảm thấy nặng nề và áp lực. Không chọn màu sắc quá chói, nhưng càng không được dùng nhiều màu gam lạnh. Nhưng càng không được dùng nhiều gam màu lạnh trong không gian nhà ở, màu sắc trang nhã là thích hợp nhất, vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe. 8. Trước cửa nhà nhiều bụi bặm, không được vệ sinh. Thông thường, vấn đề vệ sinh môi trường nơi ở được mọi người vô cùng quan tâm. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, các cụ từ xưa đã dạy như vậy. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo ra môi trường sống tốt, người ở đó cũng sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chỉ chú ý vệ sinh trong nhà mà không quan tâm đến môi trường xung quanh. Nếu trước cửa nhà nhiều rác bẩn hay môi trường quanh nơi ở nhiều bụi bặm thì vô tình sẽ khiến cho con người sống ở đó sẽ bị nhiễm phải những trường khí xấu, chẳng những ảnh hưởng đến vận trình mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Trẻ nhỏ sức đề kháng kém càng dễ mắc bệnh khi sinh sống ở nơi không hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Tốt nhất nên chọn nơi ở có không gian thoáng sạch. Ngoài ra, khi dọn dẹp nhà cửa cũng cần chú ý dọn sạch xung quanh nhà, đặc biệt giữ cho khu vực trước cửa nhà sạch sẽ, gọn gàng, tránh để những luồng khí xấu theo đó vào nhà sẽ khiến cho trẻ nhỏ mắc phải bệnh tật. 9. Phòng ăn đối diện với cửa ra vào. Nếu nhà bạn đặt phòng ăn, bàn ăn đối diện với cửa ra vào thì cũng là phạm phải lỗi phong thủy. Điều này chẳng những khiến cho gia chủ dễ thất thoát tài lộc mà còn ảnh hưởng đến nguyên khí của người sống trong nhà. Phong thủy học luôn coi trọng việc luồng khí luân hồi, dòng đại kỵ bị trực xung, trực sát. Bàn ăn, phòng ăn nằm trên một đường thẳng với cửa ra vào sẽ khiến cho người ngoài đứng từ cửa cũng nhìn thấy cảnh cả nhà dùng bữa. Trẻ nhỏ thiếu tập trung sẽ càng không chú ý ăn cơm, sức khỏe không được đảm bảo. Để tốt cho sức khỏe của con, cha mẹ nên di rời bàn ăn sang vị trí khác. Đừng để biết phạm lỗi phong thủy mà vẫn không chịu sửa đổi. Đứa con là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng, là chất keo gắn kết tình cảm đôi lứa. Có thêm đứa trẻ, một gia đình mới trở nên hoàn chỉnh, mỹ mãn. Có lẽ hiếm có ai yêu nhau mà không muốn có chung một đứa con với người mình yêu, để tình yêu được thăng hoa, rực rỡ. Chuyện mang thai nói khó thì cũng không hẳn khó, nhưng nhiều khi nó phụ thuộc vào duyên phận. Với đa số các cặp vợ chồng thì đây là chuyện lớn trong dự định của hai người, cần đầu tư rất nhiều tâm sức. Có những cặp đôi càng muốn có con thì lại càng không có được. Kỳ thực điều này có quan hệ mật thiết với phong thủy nơi bạn đang sinh sống. Hôm nay hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu những yếu tố phong thủy ảnh hưởng đến việc mang thai khiến bạn khó có bầu, thường xuyên thay đổi nơi ở. Ngày nay, một số thanh niên đổ về thành phố làm việc ngày càng đông, phần lớn trong số đó là phải đi thuê nhà ở. Có người cứ một thời gian lại thay đổi chỗ ở. Đó có thể là việc đặng chẳng đừng, bởi khi không phải nhà mình thì có rất nhiều điều không được như ý. Bản thân chúng ta cũng khó lòng quyết định chuyện đi hay ở mà phải nghe ý kiến của chủ nhà. Tuy nhiên, chính việc thay đổi chỗ ở thường xuyên theo phong thủy có ảnh hưởng rất xấu đến việc mang thai. Đến nơi ở mới, bạn sẽ phải mất một thời gian để thích ứng với trường khí mới. Thai nhi cũng vậy, có những người đường con cái không được vượng thì thai nhi rất khó để thích nghi với các nguồn năng lượng mới. Theo quan niệm phong thủy, việc bạn an cư, có môi trường sống ổn định sẽ có lợi cho việc mang thai và chào đón đứa trẻ ra đời. Bố cục phòng ngủ không hợp lý.
Trong thuyết về phong thủy nhà ở, phòng ngủ của thai phụ được ví như tử cung của người phụ nữ. Vì thế mà phòng ngủ của phụ nữ sắp và đang mang thai phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản sau đây. Thoáng gió, có ánh sáng, ánh nắng vào phòng, không quá nóng cũng không quá lạnh. Thêm nữa, khi bố trí đồ đạc, cần chú ý đến những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ, tránh để đồ đạc hỗn loạn sẽ sinh ra sát khí, tránh nằm ngủ dưới sầm nhà. Hình sát phong thủy sẽ sinh ra những nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng đến việc thụ thai cũng như sự phát triển của thai nhi sau này. Nếu bạn khó có thai, nên xem xét và bố trí lại kết cấu phòng ngủ sao cho hợp phong thủy. Kiêng kỵ về bố trí đồ đạc trong nhà. Trong nhà có phụ nữ có thai, bạn nên chú ý hơn về bố trí đồ đạc, tránh phạm phải 3 điều kiêng kỵ sau đây. 1. Không nên tiến hành san sửa nhà cửa, trang trí nội thất. 2. Không nên di chuyển những đồ đạc có kích cỡ lớn trong nhà. 3. Không nên tùy tiện gõ đập, đóng đinh vào đồ đạc. Đây cũng là những điều mà các bậc cha mẹ muốn các em bé cần lưu tâm, sẵn sàng cho việc thụ thai được diễn ra tốt đẹp. Trước khi có thai, hãy cố gắng hoàn thành những việc trên, tránh trong thời gian thai kỳ làm việc đó sẽ ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của thai nhi. Ban công, đồ đạc bừa bộn. Trong thuyết phong thủy nhà ở, ban công được so sánh với con cái đời sau là lớp hậu nhân tiếp nối. Đối với phụ nữ có thai thì ban công còn đại diện cho các yếu tố di truyền cũng như tương lai phát triển sau này của thai nhi. Do đó, nên bố trí ban công hợp phong thủy để có lợi cho việc chào đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình. 1. Đồ đạc ngoài ban công phải xếp đặt gọn gàng. Tốt nhất là tuân theo quy tắc bài trí trái động phải tĩnh, trái lớn phải nhỏ. Ví dụ, máy giặt đặt ở bên tay trái, đồ lặt vặt nên xếp bên tay phải. 2. Không nên để những đồ bị vỡ hỏng ngoài ban công, cũng đừng để ban công bị sức mẻ, nứt vỡ quá rõ ràng. 3. Nếu xung quanh ban công có hình sát xung khắc, nhất định phải tìm cách hóa giải. Ví dụ, việc đường xung sát với nhà sẽ dễ tác động đến việc thụ thai, khiến bạn khó có con. Đồ vật sắc nhọn để bừa bãi trong nhà. Trong phong thủy, những đồ vật sắc nhọn không nên để ở những nơi dễ nhìn mà phải cất kỹ. Nếu những đồ dao kéo mà bạn thoải mái để bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy thì có thể sẽ khiến cho phụ nữ có thai gặp phải xui xẻo, xuất huyết hoặc thậm chí là sẩy thai. Trong quá trình mang thai cũng có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tốt nhất nên cất những đồ vật đó vào ngăn kéo hoặc tủ kính trong nhà. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.